khói bồi hồi chiều đưa hương dấu xưa chiến trường nắng ngậm ngùi người liêu xiêu ký ức tìm nhau đồng đội ơi bấy nay thế nào dừng dừng tay bắt tiếng chào dòng đời trôi tóc xanh phai màu chiến hữu danh phận ra sao tôi 33 tôi 356 lời thề thắm máu biên cương tôi cánh tăng cường mặt trận vị xuyên anh em mình cùng lính chiến bao đồng đội mình hóa đá mãi là người lính muôn đời trở về mưu sinh ngược xuôi mình là lính thế thôi tôi 33 tôi 356 lời thề thắm máu biên cương tôi cánh tăng cường mặt trận vị xuyên anh em mình cùng lính chiến bao đồng đội mình hóa đá mãi là người lính muôn đời trở về mưu sinh ngược xuôi mình là lính thế thôi trở về mưu sinh ngược xuôi mình là lính thế thôi. Tôi tên là Nguyễn Minh Tấn, hiện đang sinh sống ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đơn vị của tôi là E-150, F-356. Ngày xưa chúng tôi cùng đồng đội tham chiến ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Tiên. Xin được kính chào các đồng chí. Tôi là Lê Văn Phong, hiện nay công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Trước đây, tôi là lính của Sư đoàn 356, phục vụ và chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tiên. Tôi là Đỗ Minh Đức, hiện đang sinh sống tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tôi là lính của Sư đoàn 356, trước đây đã từng chiến đấu và chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên này. Tôi là Nguyễn Tiến Dũng, hiện tại là đại lịch Văn Chấn. Trước kia tôi là lính 356, đã từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên. Tên tôi là Lệnh Xuân Hoàng, địa chỉ là Sơn Dương, Tuyên Quang. Trước đây đã tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, thuộc lính Sư đoàn 33. Tôi là Nguyễn Chiến Thắng ở Thanh Xuân, Hà Nội. Trước tôi là lính 356 của Trung đoàn 149, phục vụ ở 1100. Tôi là Trần Quốc Hùng, hiện ở tại thị trấn Sư Dương, Tuyên Quang. Trước đây tôi đã từng là chiến sĩ của Sư đoàn 313, chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên. Tôi là Lưu Công Biên, hiện tôi ở thành phố Yên Bái. Trước tôi là lính 356, chiến đấu mặt trận Vị Xuyên, Hà Tiên. Tôi là Nguyễn Kim Toàn, 72 tuổi, cán bộ nghỉ hưu, hiện nay đang sống tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em tôi là liệt sĩ Đình Văn Trung, chiến sĩ của Sư đoàn 356 đã hy sinh tại Bình Độ 900, cao điểm 1509, mặt trận Vị Xuyên. Tôi là Nguyễn Hồng Thanh, công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sữa Cho Tương Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang. Trước đây tôi là lính của tiểu đoàn 2, trung đoàn 122, sư 313. Tôi cánh tăng cường mặt trận Vị Xuyên, anh em mình cùng lính chiến, bao đồng đội mình hóa đá, mãi là người lính muôn đời, trở về mưu sinh ngược xuôi, mình là lính thế thôi. Tôi 33, tôi 356, lời thề thắm máu biên cương, tôi cánh tăng cường mặt trận Vị Xuyên, anh em mình cùng lính chiến, bao đồng đội mình hóa đá, mãi là người lính muôn đời, trở về mưu sinh ngược xuôi, mình là lính thế thôi. Tôi là Trương Quý Hải, được mọi người gọi là nhạc sĩ. Trước đây tôi là lính của Sư đoàn 356, một trong những đơn vị tham chiến tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang.